Hello Miss Hà. Hello chị, how are today? Tại sao em không nghe thấy chị nhỉ? Hello. Alo. Em nghe thấy rồi ạ. How are Oh no, didn't. It is sun. Today sao nhỉ chị nhỉ? Today it is sun. I was go out in the morning. I come back home about p.m. I feel a little tired. Okay, I feel a little tired. Thank you. Good. Rồi, em hỏi một chút xíu là cái sân mà mình nói ở đây là trời nắng hay là mặt trời nhỉ chị Trời nào nhỉ? Trời nắng. sunshine Sunny. Ok, chúng ta nói lại nha chị nha. Today was sunny. Okay, today was sunny. was Rồi, ok, so I. Rồi chỗ này chúng ta không thể nào mà nói là I was go out được chị nhé. Chúng ta phải nên nói là từ cái lúc insert đây. Chúng ta phải nói là I went out in the morning được chưa? Rồi động từ to be không bao giờ. Đây là be này thì chúng ta có các cái dạng của be, chúng ta là gì? Be này. Chúng ta không bao giờ đi với động từ thường, ví dụ như là cộng với eat là đúng không? Eat ăn là chữ ít của em thì từ giờ ít rồi work do run hay là sing gì đó đó, chúng ta không bao giờ để trường hợp này xảy ra nha chị nha. Be không có đi với ít work do run sing không như vậy thì chưa ạ. Rồi hay nói chung là be không đi với động từ nguyên mẫu đó, chúng ta ghi ghi chú giúp em be không có đi với động từ nguyên mẫu mà be là gì? Be là các là dạng nguyên mẫu của em, is, are, was, were. Rồi mình ok chưa? Tức là khi mà gặp những trường hợp mà có em, is, are hay là was, were gì đấy, chúng ta không bao giờ được cộng với động từ nguyên mẫu nha chị nha, không được cộng với động từ nguyên mẫu. Đó. Vậy thì nếu như mà chúng ta muốn nói là chúng ta đã làm gì đó thì chúng ta sử dụng cái động từ đó đứng riêng thôi, không thêm to be đứng trước là được. Ví dụ như chúng ta nói là tôi đi ra ngoài vào buổi sáng. Tôi đi ra ngoài buổi sáng là đang thực hiện các hành động đi ra ngoài đúng không ạ? Thì các hành động đi ra ngoài là went out, thì chúng ta nói went out thôi, không có nói là thêm be vào được, không có nói thêm to be đứng đằng trước được. Tuy nhiên to be sẽ đi với loại động từ nào? To be thì sẽ đi với đó là verb in nha chị nhé, đi với verb in. Rồi cho nên là đi được với. Đó, to be sẽ đi được với verb in. Vậy nên nếu chúng ta nói là I am going out thì tức là tôi đang đi ra ngoài. Nó có nghĩa và nó đúng ngữ pháp nữa. Chưa? Đúng ngữ pháp đối với thì tiếp diễn. Ok, vậy thì chúng ta nói lại câu này được không ạ? Today. Today was sunny, so I went out in the morning. I come back home about 2 p.m. I feel a little tired. Ok, that's really nice. Rồi chúng ta nhớ giúp em là I came back home at nhé chị nhé, at about 2 p.m. Được chưa? Khi mà nói đến giờ trên đồng hồ, được chưa? Giờ trên đồng hồ, chúng ta sử dụng giới từ đó là at. Được chưa nào? Rồi, ok, khi mà nói đến giờ trong đồng hồ, chúng ta sử dụng là giới từ là at. Rồi, ok. Today was sunny, so I went out in the morning. I came back home at about 2 p.m. I feel a little tired. Okay. Today was sunny, so you went out. Where did you go? I visited my friend. Oh, you visited your friend. Okay, I visited.
My friend, very good. Okay, right? So, which district does she live in? Which district does she live in? She is living in Bình Dương. Oh, she's living in Bình Dương. Okay, thank you. So Bình Dương is not it's not a district, okay? It's a city, thành phố Bình Dương, đúng không ạ? Yeah, it's a city. So we say she's living in Bình Dương City or Bình Dương. Cái nào cũng được ạ. Còn khi mà em hỏi là which district thì là nó liên quan đến cái quận, tại vì em tưởng là đi thăm ở trong Sài Gòn thôi, cho nên là em không biết. Rồi. Hey, can you say this again? I visited my friend. She is living in Bình Dương. I visited my friend. She is living in Bình Dương. Thank you. That's good. Okay. Right. Okay. So, what else did you do today? Hôm nay mình còn làm gì khác nữa không ạ? What else did you do today? No anything else. Chúng ta nên hay trả lời là nothing else thì chả, nothing else. Hoặc là I did nothing else. Okay. I did nothing. Okay, hoặc chúng ta nói là nothing else cũng được, hoặc là chúng ta gọi là I did nothing else là được rồi ạ. Okay, you can write down everything. Mình có thể viết lại tất cả mọi thứ đi, để cho nhớ đi ạ. Okay, okay, we're done, right? Rồi. Hôm bữa là em chị còn muốn nói thêm là mấy ngày hôm nay chị nghe các video tiếng Anh nhiều hơn và chị nghĩ có một cách học tốt hơn cho chị, đấy là mình cứ mình hay cho những cái đoạn văn nó có các thì hoặc có các cái cấu trúc câu ấy, xong em sẽ cùng phân tích với chị. Để em sẽ nói cho chị biết là cái đoạn văn đấy nó sử dụng những cái cấu trúc gì hoặc những cái thì gì, còn cái liên quan trực tiếp đến là cái thì đấy hoặc cái cấu trúc đấy lấy ví dụ hay là phải đọc lại kiến thức thì cái đấy chị sẽ tự học thêm á. Em hiểu rồi, giống như là chúng ta học mà để tốt hơn nhờ cái việc mà phân tích bài đọc, đúng không nhỉ chị nhỉ? Phân tích bài đọc. Phân tích theo kiểu có đoạn văn tiếng Việt thôi, mình dịch ra tiếng Anh và chiều ngược lại nữa, có đoạn tiếng Anh có các thì có các mẫu câu, xong mình dịch và mình phân tích cái đoạn đấy nó sử dụng từ như nào, hoặc là mạo từ hay là những cái gì đấy, những cái đại loại là như thế, để nó có lý thuyết thì chị sẽ tự học thêm á. Như thế chị nghĩ là nó nhanh và tốt hơn đó. Dạ rồi. Thế thì chị có muốn làm những cái bài giảng mà kiểu như dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại không nhỉ chị nhỉ? Có. Ok, giờ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại thì em sẽ thử tìm kiếm một số cái bài tương tự như vậy nha chị nhé. Em sẽ thử kiếm xem sao. Đã rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cái phần mà chúng ta sẽ quay lại với cái phần mà sửa các cái câu hỏi mà em đã dặn mình bị chuẩn bị trước đấy ạ. Yeah. Còn nếu như mà mình muốn học thử theo cái cách mà phân tích bài đọc thì để em kiếm một bài đọc đơn giản để mình thực hành sửa xem sao nhé chị nhé. Em có mấy bài đọc ở trong file máy. Rồi, nhưng mà trước tiên là chúng ta quay lại với cái phần reading speaking hôm bữa em nhờ mình sửa cái đã. Ok, stop sharing. I go back here. Rồi, em có gửi một số cái câu hỏi trên này đúng không ạ? Hy vọng là mình đã chuẩn bị hết. Có câu nào? Từ từ chết rồi, em gửi lộn em gửi lộn bài rồi đúng không? Thế nên em gửi lộn bài rồi. Không, ấy là em mở lộn bài chứ, sorry em mở lộn. Mình đợi em chút xíu nha chị nha. Can you wait?
What is it? Basic. Ồ, tại sao cái file của em nó lộn xộn như ta em để. Hôm bữa em gửi cho chị những cái file này em quên mất tiêu rồi. Từ từ đã, từ từ quay, tại sao nó lại như vậy? Không có À, sao đâu, thật ra cái bài 13 những cái câu hỏi bên trong chị chưa viết được nhiều đâu, nên là mình để lại cũng được á. Hôm nay cứ sửa giúp chị hai cái bài chị viết với mình thử phân tích với đọc một vài các cái đoạn văn à, mà có đi được. Còn ngày dạ được, dạ mai, được, dạ được. ngày mai chị sẽ chuẩn bị tiếp cái bài 13. Dạ, được chị ơi. Đang không biết cái tờ giấy chị ghi tiếng Anh xong rồi chị để. Rồi đây em mở bên Zalo lên vậy. Được rồi. Em mở bên Zalo lên nhé. Mình đã tìm thấy cái tờ giấy mình ghi bài cho chị. Chị chưa tìm thấy cái tờ giấy tiếng Anh dịch sang tiếng Anh ở đâu. À đây, thấy rồi, thấy rồi. Rồi, ở đây là em có cái bài mà chị chụp gửi ở em hồi tối nè. Câu hỏi đầu tiên nó hỏi mình như sau. Is there some other kind of job you would rather do? Câu này là bạn có muốn làm một công việc nào đó khác không? Để cho nó nôm na là như vậy. Rồi, bạn có muốn làm một công Em việc nào hiểu đó? sai rồi. Mình hiểu sai như thế này nè chị nhỉ? Bạn có muốn, chị đang hiểu là bạn thích cái loại công việc nó như thế nào. Hôm 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 qua là sao ấy, chị có hỏi em cái câu này ấy. Chị đang Là tính đúng nó rồi, là sao giờ em chứ có không sửa phải là một cái công việc khác. sao em có sửa sao em có sửa lại là đúng không nhờ, em có sửa lại là có công việc nào khác bạn muốn làm không ý, em có ghi ở trên cái ghi chú trong Zalo á. Rồi Rồi. không sao không sao, thì nếu như vậy thì chúng ta sẽ trả lời theo cái câu hỏi mà chị hiểu đi vậy, đó là mình thích loại công việc nào đúng nhỉ, đó là what type of work hoặc là what kind of work do you like? Thế chứ, đây sẽ là cái câu hỏi mà chị hiểu lầm đây là bạn thích loại công việc nào. Rồi thì bây giờ em sẽ phân tích thôi. Rồi, để trả lời cho câu đấy thì chị đã nói gì đây? I like the jobs about forecast. Chúng ta tra được từ điển forecast này nghĩa là gì nhỉ chị nhỉ? Đấy, quên mất rồi. Chúng ta tra ra forecast nghĩa là gì nhỉ? Forecast ở đây chúng ta ghi lại vào một cái tờ giấy chúng ta có trên tay luôn nhé chị nhé. Rồi. Rồi mình có nhìn thấy cái từ mà em ghi trên màn hình không ạ? À, dự đoán dự báo ấy. Đúng rồi, dự đoán dự báo em ghi lên trên màn hình luôn nha chị nhé. Rồi có gì chị ghi chú lại. Rồi, I like the jobs about the forecast. Tức là mình thích làm những cái công việc liên quan đến dự báo nha chị nhỉ. Information analysis, tức là phân tích thông tin, Phân đúng không tích nhỉ chị? thông tin, dữ liệu. Data, rồi, ok. Do the warning message, cái này là em chưa hiểu lắm nào. Warning message À, nghĩa tức là... là đưa ra những cái cảnh báo ấy. À, ok, vậy thì chúng ta Cảnh sẽ... báo phải xu xu thế xu hướng À, rồi. và cũng đưa ra quyết định. Đấy là như Rồi, ở đây chúng ta sẽ không có xài chữ do nha chị nha. Giống như trong tiếng Việt hồi nãy chị nói là chúng ta đưa ra cảnh báo. Vậy thì cái từ đưa ra sẽ là gì nhỉ chị nhỉ? Mình đưa à, nghi cái... ngờ, Đúng rồi, chính nghi xác, đúng rồi. Ở đây chúng ta cũng không cần the làm gì luôn chị ạ. Chúng ta tạm thời bỏ qua the. Đó, và chúng ta là sửa như sau. Đó là give, bởi vì như chúng ta đã nói give là đưa ra đúng không ạ? Và message này sẽ có một cái s nữa để chỉ là số nhiều nha chị nha. Tức là sao ạ? Khi mà chúng ta nói về cái gì đó chung chung, chúng ta không xác định được nó có bao nhiêu cái, chúng ta tự động đưa về số nhiều, mà số nhiều thì làm gì ạ? Không cần có ở đằng trước, số nhiều thì cần s hoặc là is đằng sau thôi. Em nhắc lại nhé, khi mà chúng ta nói về một cái gì đó rất là chung chung, chúng ta không biết số lượng nó là bao nhiêu, nó đại khái thôi ấy. Cứ đưa nó hết về số nhiều đó, và đưa số ok nhiều thì chỉ cần thêm s thôi.
Rồi còn cái phần này đằng trên thì để em sửa đã. I like the jobs about forecast information analysis data. Data là một thứ gì đó không thể đếm được. Data là một thứ gì đó, dữ liệu không thể đếm được. Cho nên chúng ta sẽ không xài data như vậy. Vậy thì chúng ta có thể nói như sau. I like rồi, vậy thì chúng ta sẽ đưa hết tất cả các cái loại công việc lên trên đã đứng trước cái chữ job này nè chị nè. Tức là chúng ta sẽ lấy cái job làm danh từ chính và tất cả những cái còn lại nó đang bổ nghĩa cho cái job này, và cái job này nó sẽ đứng sau cùng. Được chưa? Trong tiếng Anh, những cái danh nếu như mà trong một cái cụm danh từ lớn ấy, thì cái danh từ chính của nó thường nằm ở bên tay phải. Đó, càng tức là nếu như trong một cái cụm danh từ càng lớn ấy, cái phần bên trái càng nhiều, tức là nó đang có rất là nhiều cụm từ bổ nghĩa, thì chúng ta tìm cái nào mà ở gần bên tay phải nhất ấy, nó sẽ là cái danh từ chính của nó. Được chưa? Vậy thì ở đây em đang lấy là cái job này là danh từ chính, bởi vì chúng ta muốn nói một công việc mang tính chất như thế nào, công việc mang tính chất về dự báo, về phân tích thông tin, phân tích dữ liệu đó. Dạ, vậy thì chắc chắn chúng ta hiểu là cái công việc đó là cái chính đó. Vậy thì chúng ta sẽ đặt cái job ở cuối câu nhé chị nhé. Vậy thì chúng ta sẽ nói là I like forecast phải information analysis, hoặc là chúng ta ghi là data analysis job. Thấy chưa? Rồi, ghi lại thì nó ghi lại dài như vậy. Đây em ghi lên trên này cho mình thấy. Từ cái đây em sẽ ghi như sau, đó là I like forecast information and data analysis jobs. Được chưa? I like forecast information and data analysis job. Đó. Rồi, thank you. I like data. Rồi, cái này là chúng ta hết được một câu rồi nha chị nha. Rồi, chúng ta hết được một câu rồi. Sang câu thứ hai, chúng ta có thể nói là tôi cũng thích cái công việc mà đưa ra những tin nhắn cảnh báo. Rồi, general trend là xu hướng chung and decision. Không, ý chị không phải là như thế. Ý chị là pocket information analytics data để mà đưa ra những cái xu hướng cảnh báo. Tức là làm cái này để tạo ra kết quả rồi. Của cái kia ấy. Dạ rồi, vậy thì chị hãy sử dụng cái cụm từ này cho em nhé. Đó là in order to. Đó là với mục đích để làm gì đấy chị ạ? Với mục đích. Mục đích để làm gì sau này, khi sau này chúng ta muốn nói với mục đích để làm gì, chúng ta hãy xài cái cụm in order to giúp em. Và chúng ta thêm cái in order to này vô đâu ạ? Vào ngay cái chỗ mà dưới đây đúng không ạ? Để đưa ra cảnh báo, message. Rồi để em vẽ cái mũi tên nhìn cho đẹp hơn xíu. Không, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Chúng ta sẽ thêm vô đây đúng không ạ? Rồi, em nói lại nhé. Em có thể nói như sau là I like forecast information and data analysis job in order to give warning messages, general trend and decision, đúng không ạ? Rồi. Hoặc là chúng ta có thể xài là chúng ta có thể thêm cái that ở đây chị. That có nghĩa là mà. Được chưa? That có nghĩa là mà. Tức là thay vì chúng ta ghi in order to, chúng ta có thể ghi that vào đây. Nên thì nó được cái gì? I like forecast information and data analysis jobs that give warning messages. Tôi thích những cái công việc dự báo, đúng không? Phân tích thông tin và phân tích dữ liệu mà được mà dùng để mà để đưa ra cảnh báo. Được chưa? Mà để đưa ra cảnh báo cái xu hướng chung và cái quyết định, đúng không ạ? Rồi, vậy thì chị có thể cho em biết là cái general trend này chúng ta đang có thể đếm được không nhỉ? Cái general trend có thể đếm được và chúng ta biết số lượng của nó bao nhiêu không ạ? Không. Không, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ phải thêm cái gì ở đây ạ? Thêm S chắc chắn rồi. Và ở đây decision cũng vậy đúng không ạ? Không biết là số lượng bao nhiêu, chúng ta cứ thêm số nhiều vào. Rồi, ok. Rồi, em đọc lại cái câu trả lời của mình nhé. I like forecast information and data analysis job that give warning. Đó,
that to in order to give warning messages, general trends and decisions. Rồi em nghĩ là em có thể sửa lại cái câu này nghe cho nó hay hơn. Tức là bây giờ em đang sửa sao cho nó đúng với ý dịch của chị nhất thôi. Còn bây giờ em muốn nghĩ là em sẽ sửa sao cho nó hay hơn. Rồi. Từ từ. Chúng ta có thể nói là forecast information analysis. Cái forecast này là đưa cái forecast này là dự đoán nhỉ? Dự đoán. Rồi. I want to make prediction. Đấy. Make prediction, research đúng không ạ? Như là analyze sẽ là phân tích nè. Đúng không? I want to make predictions là muốn đưa làm ra các cái dự báo nè. Analyze như là data and analyze the information and analyze information in order to give warning messages. Rồi general trends and decisions. Rồi em ghi như vậy thì không biết có hợp lý không ta. I want to make prediction. Và prediction là đưa ra dự đoán đấy chị. Nó tại vì forecast ở đây là nó là cái gì ta? Forecast ở đây là động từ nhưng mà em đang cần một cái gì đó là danh từ để đứng sau cái chữ make này nè. Đó. I want to make predictions, analyze information in order to give warning messages, general trends and decision. Em nghĩ là cái này nó sẽ gọn hơn cái câu mà chúng ta đã sửa như ban đầu ấy ạ. Rồi cái này là I like to close logic of the lawyer and I like analyze finance that data đúng không ạ? Rồi xíu nữa em sẽ hỏi một chút xíu về những cái từ mà em đang thắc mắc đây. Ví dụ như là cái close này là gì gì chị? I like to close. Sự chặt chẽ. Sự chặt chẽ và logic của cái nghề luật sư. Rồi. Vậy thì chúng ta đang thấy là chị to này chị nào. Like to là một cái hành động gì đó. Đây mình ghi chú giúp em đó là like to, thích làm cái gì đó nha chị nha, thích làm cái gì đó, tức là thích đưa ra cái hành động gì ấy. Còn nếu mà khi mà chúng ta muốn nói về cái sự vật, sự việc thì chúng ta phải like cộng với danh từ đó, mới là thích cái gì đó thôi, hay là cái sự gì đó đó. Thì chúng ta phải chọn đúng cái danh từ của nó. Ở đây chúng ta đang ghi là like to, tức là chúng ta thích làm cái hành động gì. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải bắt buộc đổi cái close này và logic này về 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 danh từ, mà logic ở đây cũng thể được coi là danh từ rồi, chỉ có cái close này thôi. Đó. Mình thích sự chặt chẽ đúng không nhỉ? Theo cái kiểu mà chặt chẽ là theo cái kiểu mà chặt chẽ trong lập luận đó hả chị hả? Đúng rồi. Rồi để em kiếm lại cái từ đấy nó có từ chính xác không? Okay. Rồi, chúng ta thích cái sự chặt chẽ và cái tính logic của luật sư đúng không? Vậy thì chúng ta có thể nói là chúng ta có thể nói như sau. Mình có bao giờ nghe đến cái tư duy phản biện chưa nhỉ chị nhỉ? Critical thinking. Đó, thì chúng ta có cái critical thinking là tư duy phản biện này.
Đúng rồi, critical thinking. Thì chúng ta có thể sử dụng cái chữ critical đấy để thay thế cho cái close mà chúng ta đang muốn nói là chặt chẽ cũng được ạ. Rồi, bởi vì critical là giống kiểu như nó mang tính là sắc bén. Critical là nó là một cái gì đó rất là sắc bén. Đó, vậy thì chúng ta sẽ cần một cái danh từ chính đúng không ạ? Thì em đang nghĩ đến cái chữ mindset. Mình có biết chữ mindset không ạ? À, cái mindset. Vậy thì em sẽ sử dụng chữ mindset như thế nào? Là em tính là bỏ cái chữ to này đi nè. Đó, I like. Đó, rồi em sẽ ghi chỗ này thành I like the critical, đó, and logical mindset of lawyers. Được chưa? I like the critical and logical mindset of lawyers. Mình thích cái tư duy kiểu như là sắc bén và logic của họ. Được chưa? Rồi và lawyer ở đây mình để ý giúp em là mình ghi hơi sai xíu, đó là lawyer, ghi như vậy, lawyers. Ok. Ok. Rồi, I like the critical and logical mindset of lawyers. Chúng ta không cần the ở đây làm gì cả. Một chút gợi ý về the. The cộng với danh từ. Thì khi sử dụng the cộng với danh từ thì danh từ theo sau the. The đã được xác định. Tức là cả người. Tức là cả người viết lẫn người đọc đều biết danh từ đó cụ thể là ai, là cái gì. Rồi, em ghi lên trên đây mình có đọc được không ạ? Rồi, tức là sao? Khi mà chúng ta viết cái the lawyers này thì chỉ biết the lawyers đấy là luật sư, nhưng cụ thể là luật sư nào, tên gì, đúng không ạ? Và em cũng sẽ biết the lawyers đấy là ai, tên gì, như thế nào luôn. Còn ở đây, đây là lần đầu tiên chữ lawyer xuất hiện trong cái cuộc hội thoại giữa hai chị em mình. Cho nên chúng ta sẽ phải sử dụng mạo từ, đó là mạo từ ở. Nhưng mà ở là chỉ có một người luật sư thôi. Còn ở đây chúng ta lại muốn nói đến luật sư nói chung thì chúng ta bỏ ở đi. Tức là không cần mạo từ luôn nè. Hiểu em nói không ạ? Đây, the cộng với danh từ theo sau the đã được xác định, tức là cả người viết lẫn người đọc đều biết được danh từ đó cụ thể là ai, là cái gì. Đó, ví dụ như khi em nói là okay, the school đấy is closed today, hôm nay trường học đã đóng cửa, thì khi mà em xài the school này thì chúng ta biết là xung quanh cái khu vực chúng ta chỉ có duy nhất một cái ngôi trường thôi, và khi mà em nói the school ra thì chị và em đều biết cái ngôi trường đó là gì. Đó là trường nào đó. Hoặc là chúng ta nói là okay, the bus is late today, cái chuyến xe buýt thì hôm nay nó đi trễ. Thông thường thì chúng ta biết là có rất là nhiều tuyến xe buýt, không thể nào mà đếm được hết, đúng không ạ? Rồi mà khi mà em nói chuyện với chị, the bus is late today, là chắc chắn em biết chị và phải biết cái bus em đang nói đến là bus nào. Đó, vậy nên cái the nó mang tính rất là cụ thể, chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn một chút xíu. Rồi, I like the critical and logical mindset of the lawyers, and I like, rồi chỗ này chúng ta đang sử dụng cái analyze này là động từ này chị nè. Like ở đây cũng là một động từ, đó, analyze này cũng là một động từ. Không lý nào mà hai cái động từ này nó đi với nhau liên tiếp được. Chúng ta sẽ phải coi là like nó có cái giới từ nào đi cùng để nối giữa like và một động từ khác không. Thông thường để nối giữa like và một động từ khác, chúng ta hoặc biến cái động từ theo sau like về verb ing, hoặc thêm cái gì ở giữa hai cái động từ này chị nhỉ? Thêm to. Đúng rồi, chính xác. Đó, chúng ta sẽ phải thêm to ở ngay đây. Rồi, I like to analyze that. Rồi, và chúng ta đang muốn nói đến finance là tài chính đúng không nhỉ chị nhỉ? Rồi, ở đây chúng ta thấy cái data này là data danh từ đúng không ạ? Data này là data danh từ. Vậy thì danh từ này cần được bổ nghĩa bởi một tính từ, tức là cái từ đứng trước nó chúng ta phải biến nó về thành gì ạ? Tính từ. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì finance đây chưa phải là tính từ mà chúng ta cần. Finance có một tính từ, đó là financial. Đó, về tài chính. Đúng rồi, về mặt tài chính. Đó, cho nên em sẽ gặp cái này đi. Rồi, và đây data của em là không có S nha chị nha. Data là không có S.
rồi. Đi đường nó không xác định nên nó là số nhiều á thì À thế chúng mẹ lại ta đúng rồi, để mình nhớ khá là ổn về cái mình nhớ lời em dặn ở đấy, nhưng mà chúng ta quên mất là data là danh từ đếm được hay không đếm được thì chị nhỉ. Data là danh từ à không không đếm được. đếm được. Đúng rồi, không đếm được thì danh từ không đếm được không tồn tại số nhiều có đuôi S. Không đếm được thì không tồn tại số nhiều có đuôi e. Đúng rồi, chị thấy cái chữ water đúng không ạ? Đó, chữ water là nước. Thì bây giờ chúng ta muốn nói là ví dụ như là nhiều nước đúng không? Có nhiều nước, there is a lot of water. Đó, chúng ta sẽ không có xài water xem S được. Nó rất là À, kỳ. thế sao cái từ đi đi decision lúc từ quyết định ấy lúc này mình lại thêm s vào nhỉ? Ở câu trên đó. À, thì bởi vì như em đã nói là chúng ta không biết được số lượng của nó là bao nhiêu, chúng ta đang đưa nó về một cái cách tổng quát đúng không ạ? Đó, đang nói về một cái, nó về một cái gì rất là chung chung, một lời nhận xét chung chung, cho nên chúng ta không biết chắc được số lượng của nó là bao nhiêu, chúng ta đưa nó về số nhiều, nó là thêm đuôi s, và decision này đếm được, decision này đếm được. Đó, cho nên chúng ta mới có dạng số nhiều. Danh từ đếm được thì tồn tại dạng số nhiều có đuôi s, còn danh từ không đếm được không tồn tại dạng số nhiều có đuôi s. À, ví dụ như chúng ta thấy chữ milk đi đúng không ạ? Có bao giờ chị nhìn thấy milk mà có s chưa? Milk đúng rồi, bởi vì đây là danh từ không đếm được, cái dạng mà kiểu như chất lỏng này này. Đó là nó không gọi là đếm được, cho nên không bao giờ tồn tại cái dạng có đuôi s cả. Một từ khác ví dụ như là money, mình nghĩ là money đếm được không ạ? Không đếm được. Đúng rồi, bởi vì cái chúng ta đếm đó là đơn vị đúng không? Gọi là những cái tờ tiền chứ không phải là tiền tệ nói chung. Cho nên đây không thể đếm được. Vậy đương nhiên không có tồn tại dạng có số nhiều đuôi S. Chúng ta không thấy số nhiều đuôi S của money này bao giờ. Cái chị đang không phân biệt được ấy, ví dụ như decision là quyết định đúng không thì em bảo nó có thể đếm được đúng không, À. còn cái dữ liệu mà phân tích chị nghĩ nó cùng tính chất với cái quyết định đi nhỉ, mấy Cái cái như là mirror hay là water các thứ rồi chị biết chị hiểu chị à nhớ, rồi nhưng mà những cái từ rồi như này thì chị không biết cái gì nó là số nhiều, có số nhiều cái gì nó là không 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 vậy đếm thì được. bây giờ chị thử tra cái decision trên từ điển mình đang có được các bạn, mình đang xài từ điển gì ạ? Flat. T flat đúng không ạ? Rồi đấy, nhưng mà từ điển T flat mình có thấy cái chữ này không ạ? Countable. Khi mà che chữ decision trên T flat, chúng ta có nhìn thấy chữ countable ở bên cạnh không ạ? Không. Không Không, có. không không thấy à? Rồi, để em kiểm tra lại T flat dictionary. Mình còn từ điển nào khác trên đó không nhỉ chị nhỉ? Em gợi ý cho chị một Không không loại gì đấy đi để chị chỉ dùng cái mình không từ sao không điển được. sao, decision đúng rồi, ở đây nó không có. Rồi mình có thấy cái cột mà anh ở trên cái thanh công cụ của chữ decision được không nhỉ chị nhỉ? Chị kéo qua thử coi nó có cái gì không, hoặc là chữ U, hoặc là chữ C, hoặc là cái gì đó À có. countable. À, nhưng mà cái thao này hình như là nó được danh từ gì không phải là. Đúng rồi, decision này là noun, là danh từ, nhưng mà nó có ghi cái countable hay uncountable cái gì không ạ? Decision noun. Rồi cái này từ điển này hơi hơi ấy. Rồi để em mở một cái từ điển của mình xem coi ạ. Mình có quen với từ điển Oxford đúng không nhỉ chị nhỉ? Oxford đấy, chúng ta hay gọi là Oxford, gọi thân mật là Oxford. Rồi chị đợi em chút xíu. Decision. Rồi. Ê, chết rồi. Nếu như mà bây giờ em share cái này là tự dưng một đống này nó biến mất luôn đó ta. À, chị đợi em chút xíu để em chụp màn hình cái này lại, sau đó em gửi cho chị. Ờ em gửi qua Zalo cũng được. À em gửi qua Zalo hả? Nhưng mà từ từ, vậy thì phải em phải làm cái này đã.
Rồi, ở đây em đang xài cái từ điển Oxford ở trên mạng, ở trên Google. Thì nếu như mà chị nhìn thấy cái em vừa gửi ấy, thì chị sẽ thấy là ở dưới cái giải nghĩa nó có một cái dấu ngoặc, nó ghi là countable. Thì em biết được rằng đây là danh từ đếm được. Đó. Rồi, còn với đây, còn với data, data cái gì đó. Rồi, còn với data thì khi mà em tra trên cái từ điển Oxford này ấy, thì nó sẽ đưa em cái dẫn chứng đó là gì? Là đây là từ điển không đếm được. Đây đây là từ không đếm được. Chúng ta nhìn lên trên đây thấy có uncountable này. Dạ alo chị ơi, mình còn nghe em không ạ? Có chị nghe được. Rồi chị mở Zalo lên chị sẽ thấy hai chữ decision và data em gửi đúng không ạ? Nó có hai cái đặc điểm, đó là khi mà chúng ta nhìn vô cái từ điển ấy, chúng ta thấy được countable là đếm được, còn uncountable là không đếm được. Bởi vì nhờ đó em thuộc cái này rồi nên em biết được là hai cái này, một cái đếm được, cái không đếm được. Vậy thì cái từ điển nó có chức năng hỗ trợ mình trong cái việc mà tìm kiếm coi là cái này nó có đếm được hay là không. Nhưng mà em thấy là cũng phải tùy từ điển. Rồi, chị để em chút xíu để em kiểm tra thử các từ điển hiện tại em đang xài là nó có cái này không, em giới thiệu cho chị luôn ạ. Ok. Dạ alo chị ơi, mình còn đó không ạ? Alo chị ơi, mình còn đó không ạ? Đây, chị đây. Rồi, em vừa mới gửi cho mình tên của cái từ điển mà hiện tại em đang xài. Đây là từ điển tiếng Anh 100% luôn. Cho nên là khi mà sử dụng thì nó sẽ... Đúng rồi, nó sẽ hơi khó chịu cho mình một chút xíu. Cái này là từ điển tiếng Anh 100%. Nhưng mà bởi vì hồi trước là em xài, em thấy tiện, tiện hơn Oxford cho nên là em tải về. Bởi vì khi mà mình gõ vào một cái từ gì đấy, nó sẽ cho mình biết là cái từ đấy nó có đếm được hay không. Đó. Nó sẽ giải nghĩa cho mình là cái khúc đấy nó có countable hay là uncountable hay không, và em nghĩ nó phù hợp với mình đó để mình có thể tra được coi là cái đó countable hay uncountable hay không. Bị một cái là cái này nó dính quảng cáo khá nhiều cho nên là lúc xài thì mình hay bị quảng cáo nó làm phiền đó chị. Rồi nhưng mà Nó có tính phí không? đã Nó có tính phí không? đã không hoàn toàn miễn phí ạ, bởi vì hoàn toàn miễn phí nên nó phải em mới mới tải về chứ, như cái Oxford là nó sẽ tính phí. Đã rồi cái này. Đúng. Đã rồi. Cái này thì nó sẽ chỉ cho mình biết là cái nào countable hay uncountable luôn. Vậy thì nếu như mà mình muốn biết cái đó có đếm được hay không thì chúng ta xem tra trên từ điển này nhé chị nhé. Rồi, khi mà tra thì nó sẽ hiện ra những cái list mà cái từ mà chúng ta đang muốn thì chúng ta bấm vào để nó ra được cái trang dịch chính xác nhất. Và thứ chúng ta quan tâm, thứ nhất đó là cái phát âm của nó, chúng ta có thể nghe hai cái loa ở trong đấy rồi chúng ta xem coi là từ đó đếm được hay không đếm được, được chưa ạ? Rồi ok, bây giờ em sửa tiếp trên này nhé chị nhé. Rồi nãy như em đã nói là bởi vì em biết được data là nó không đếm được cho nên chỗ này em sẽ bỏ cái S đi. Còn messages, decisions hay là trends gì em biết hết nó là đếm được cho nên là em để em phải có S vào. Rồi ở đây before I was an account, chúng ta ghi sai cái từ này rồi chị đã, accountant kế toán chúng ta ghi sai rồi.
chúng ta ghi sang account. Chị cứ ghi vội vội, ghi không để ý đến đấy đâu. Rồi nhưng mà em sang đánh... như cả. Vâng, nhưng mà em đoán được ý của chị rồi. Chúng ta sửa lại cho chính xác một chút xíu nhé. Before I was an accountant. Rồi. This is a detailed job. À, cái này là một công việc tỉ mỉ đúng không nhỉ chị nhỉ? Ừ, chi tiết. Ý chị dùng đấy là chi tiết. Chi tiết, vâng. Detail nó chi tiết. Cái này nó là danh từ. Chị detail là đang là danh từ chi tiết. Ví dụ như chúng ta nói những chi tiết trên chiếc váy này rất đẹp thì chúng ta bảo là the detail on this dress is beautiful. Đó. Hoặc là chúng ta nói là cái chi tiết trong bản báo cáo này, the details in the report are wrong. Những chi tiết trong bản báo cáo này đều sai cả. Đó. Rồi, để em tra lại cái chữ tỉ mỉ. Hôm bữa em mới nhớ xong. À, rồi, một cái công việc đúng không ạ? Meticulous job. Rồi. Chị để em xem. Rồi. Chúng ta có thể nói như sau. Meticulous job. Meticulous. Đây là cái từ mà tỉ mỉ này chị nhỉ. Meticulous nó mang tính tỉ mỉ. Thấy chưa? Meticulous. Đúng rồi, meticulous, lus. Cái đuôi OUS này nó là lus, tỉ mỉ. Rồi một... chi tiết không dùng từ detail được à em? Nếu như mà chúng ta muốn xài từ detail thì chúng ta sẽ phải thêm một cái từ khác nữa, nó sẽ biến dạng đi một chút xíu. Đó. Chúng ta sẽ phải xài cái từ là detail oriented. Đó. Thay cái đi thêm detail thì chúng ta sẽ phải detail oriented. Được chưa? Từ em dùng là từ gì nhỉ? Ghi lại cho các chị à, hỏi thêm để đó là meticulous. Đây là tính từ. Nó là tỉ mỉ. Và nó đang bằng với detail oriented đó chị. Rồi. Detail oriented tức là paying a lot of attention. Paying a lot of attention to detail, tức là để ý rất nhiều về những cái chi tiết nhỏ nhặt. Thì là detail oriented nó cũng giống như là meticulous em đang ghi trên này vậy. Rồi. Đó, vậy thì ở đây em sửa lại nhé. Bởi vì detail cái này là danh từ. Chúng ta nói detail chi tiết này sẽ là những cái chi tiết chúng ta có thể nhìn thấy, có thể sờ thấy được. Okay, this is a detail oriented job. It makes me tired and exhausted. Dạ. Không không, em vẫn đang nói. Dạ, vâng. Em vẫn đang nghe thấy là chỉ là it makes me tired and exhausted. Rồi, chỗ này đúng. Ok. Rồi, em sửa xong cái bài này rồi thì mình thấy có ổn hơn không chị? Có. Rồi. Có một cái câu mà có một cái đoạn mà em sửa lại nguyên cái bài, nguyên cái đầu câu đầu của mình đây, đó là I want to make prediction gì đó đó. Rồi nên là mình còn gửi cho em một bài nữa đúng không nhỉ chị? Ồ đúng rồi, bài 10 năm á. Dạ hôm đúng nay rồi. Hết rồi. Dạ, hôm nay chị mệt rồi nên thôi cũng không sao chị. Hôm nay chúng ta cũng học được nhiều mà đúng không? Nên chúng ta cũng học được nhiều. Ở đây em nhắc lại những cái mà chúng ta đã điểm qua trong ngày hôm nay. Thứ nhất, in order to, với mục đích là để làm gì. Bây giờ mình thử nói cho em một câu bằng tiếng tiếng Anh nhé. Em sẽ đọc bằng tiếng Việt. Tôi học tiếng Anh. Tôi học tiếng Anh. Tôi học tiếng Anh để đi học ở Mỹ. Đó, tôi học tiếng Anh với mục đích đi học ở Mỹ. Đây em ghi cái câu tiếng Việt ra cho mình. Đấy luôn. Tôi học tiếng Anh với mục là để đi học ở Mỹ. Bây giờ chị có thể chuyển cái câu này thành tiếng Anh, sử dụng cái in order to giúp em được không ạ? I learn English in order to. Chữ gì mà nó đang họ hàng với, đúng rồi, chữ gì mà đang họ hàng với student đó chị? Chữ gì mà đang họ hàng với student, học sinh á?
nó cũng bắt đầu bằng sơ như vậy nè, xong rồi cũng có đen như vậy luôn. Đây, nó đen như vậy nè chị nè. Student là sinh là học sinh sinh viên nhé chị nhé. Student là học sinh sinh viên. Nhưng mà của em ở đâu nhỉ? Chị không thấy em ghi cái gì cả. Ủa em vẫn đang xem màn hình mà. Úi, úi thôi ôi. Đây nè, chị có thấy À, em không? đây rồi rồi. Tại vì cái cam nó bị lấp rồi. Rồi, em đang hỏi cái chữ này nè. Đầu tiên là student là sinh viên, học sinh đúng không ạ? Thì em muốn một cái từ mà nó cùng họ hàng với nó. Đó chị. Đó là gì? Study. Đúng rồi, Study. chính xác. Study đi học đó, đúng rồi. Đúng rồi. Và study Mà học. ta đi lại đi học hả chứ? Ủa nhớ. Chị Oh my cứ god. tưởng ta đi là cái viết học Anh nó tương đương với từ learn á. À. Đúng. Đúng rồi mà chị, tức là sao ta? Tức là chúng ta đang dịch một, tức là chúng ta đang dịch từng từ một đó, chúng ta cứ tưởng đi học là phải xài một từ khác, nhưng không, nó giống như là study, nó study với cả learn khá là giống nhau ấy chị, study với cả learn khá là giống nhau. Thì chưa? Nếu như mà learn thì đã là học một cái gì đấy, ví dụ chúng ta đang học nấu ăn, học tiếng Anh thì chúng ta xài learn là chính xác. Còn cái study là cái học nói chung thôi, thì chưa? Thì chúng ta có thể xài study cho bất kỳ tình huống nào đó chúng ta muốn nói học nhưng mà không có nói là học cái gì hết. Thì học ở đâu chúng ta vẫn xài study được. Đó, ví dụ như em nói là I study in Hồ Chí Minh City, tôi đi học ở thành phố Hồ Chí Minh. Được mà. I study in Hồ Chí Minh City. Rồi. Đoạn á, À. I learn English in order to study in USA à? Chính Được xác, đúng nhỉ? rồi. Đúng rồi, chúng ta có thể xài USA hoặc là America. America. Đúng rồi, chính xác. Thì khoảng có những từ nó không thể nhớ ra được. Rồi, ok. Right. America, chúng ta nói lại giúp em nhé. I study English in order to study in America. Em vừa mới dùng Ô, là tôi chết learn chết rồi, hay chết là rồi. study chưa? Lộn, I learn English, chết lộn, em bị ngược đó, em bị ngược đó. I learn English in order to Learn study in in America. order to study in USA, Ok, America. thank Ok. you, that's good. Rồi chúng ta nhớ cái in order to này chưa ạ? Rồi, và cái tiếp theo đó là that mà nó mang nghĩa là mà thì nó giống như nó đang giải thích thêm cho một cái danh từ gì đấy, đúng không ạ? Rồi, chúng ta nói là đây chúng ta nói là cái accountant đúng không ạ? Accountant là một cái công việc rất là tỉ mỉ. Đó. Tôi từng làm kế toán mà cái công việc đấy rất tỉ mỉ đúng không? Rồi, đúng rồi, tức là em đang muốn thử nói hai câu ấy, em đang muốn thử nói hai câu. Rồi. Em đang muốn thử nói hai câu. Thì chị nên dịch như vậy cho chị nên dịch như vậy cho dễ này. Accountant là cái nghề kế toán là một công việc rất là kỹ mỹ đúng không ạ? Accountant is a job như thế nào đó, đấy chưa, là cái nguyên cái phần đáp đó nó đang giải thích cho cái chữ job đó, đấy chưa ạ? Rồi, em giới thiệu bước đầu Nói accountant. như thế thì lại không dùng từ từ giáp đúng không? Đâu có xài đáp chứ chị, đây. À, Đó, accountant is a job. Chị nên nhớ là cái that này nó sẽ giải thích cho cái danh từ đứng ngay trước nó luôn. Đó, that này nó giải thích cho ngay cho cái danh từ đứng trước nó luôn. Accountant is a job that có cần kế toán là công việc mà như thế nào đó. Rồi chúng ta có hai từ ở đây. Thứ nhất là meticulous. Rồi. meticulous Chúng ta thêm được cái chứ is, chúng ta thêm cái is giúp em nhé. Chúng ta thêm cả is. that Đúng rồi, chính xác. Meticulous là tính từ, thì tính từ không thể đứng một mình nếu như không có động từ to be. Tính từ phải đi với động từ to be nha chị nhé. Nếu mà muốn xả trong câu ấy, thêm động từ to be giúp em. Rồi chúng ta đọc lại, kế toán là một công việc rất tỉ. accountant is a job that is meticulous. Meticulous. Lờ. Đúng rồi, đó là cái L xong rồi âm ở, sau đó âm S đó chị. À, Lờ. lờ. Đúng rồi, chính xác.
Lại một lần nữa, accountant is a job that is meticulous. Accountant is a job that is meticulous. Thank you. Cảm ơn chị. Đúng rồi. Rồi, có hai cái nữa chúng ta chú ý giúp em, đó là like to và like cộng với danh từ. Thấy chưa ạ? Đó, like to và like cộng với danh từ. Like to là chúng ta thích làm một hành động gì đấy. Ví dụ như đó là I like to play games. Tôi thích chơi game. Là sau like to là phải là động từ. Còn nếu như mà không có to đứng giữa, bắt buộc phải là like cộng với danh từ. Đấy chưa ạ? Rồi, ok. Rồi, vậy thì cái màn hình này mình có cần em gửi lại không? Hay là mình đã ghi chép đầy đủ rồi ạ? Chị ghi hết rồi. Ok, vậy thì... Rồi, vậy thì em hẹn gặp chị ngày mai nhé chị nhé. Còn cái câu 10 năm chúng ta sửa nốt. Em có thể gửi cho chị một bài gì đấy tiếng Anh hoặc là tiếng Việt gì đấy để chị chuẩn bị trước. Mai có à, thể học cho cái em kiểu, cái cái kiểu mà phần bằng của em. À, mình muốn làm bài đọc theo kiểu dịch hả chị hả? Rồi rồi, em sẽ kiếm thử cho mình nhé chị nhé. Rồi. Em nghĩ là em sẽ dừng lại ở cái mức mà có gọi như là dễ hiểu một chút xíu để mình không phải quá lo lắng. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Ok, bye bye chị. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Tối mai 9 giờ đúng không chị? Đúng rồi, mai 9 giờ ạ. Mai 9 giờ nha chị nhé. Bye bye chị.